Hi, chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vô Lựa Chọn. Bình luận viên tào lao chào video Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Hôm nay là cũng những ngày mùng đầu tháng chạp nha các bạn. Chuẩn bị lên quay khoảng 3 tuần nữa gì đó thì là Tết âm lịch mình chuẩn bị tới rồi các bạn. Cho nên hiện tại bây giờ công việc đủ thứ các kiểu mà các anh em cầu thủ không thể rảnh rỗi để đến với nhau giao lưu những cái kèo đẳng cấp như các bạn. Cho nên Đại Lâm làm cái clip thông báo này cho vụ việc này. Mời các bạn hãy nghe và cũng thông cảm giùm nhé. Trước tiên Đại Lâm sẽ nói về kèo của Đăng Méo và Tú MC. Sau thời gian cò kè với nhau và tưởng rằng đã đi đến thống nhất sau ngày 21, 22, 2 tây tháng 12 là ngày xong giải của Tú MC Đậu Mạnh. Tưởng chừng Đăng Méo và Tú MC sẽ gặp nhau một trận long trời lở đất. Nhưng cuối cùng Tú MC đã xong giải và về. Thời gian, giải lao và công việc gì lu bu cho nên không thể đến được với cái kèo hạng của Đăng Méo. Đấy là thật sự đáng tiếc nha các bạn. Và cuối cùng Tú MC có nói chuyện với Đại Lâm qua điện thoại và hẹn lại anh Đăng Méo sau Tết sẽ có một cuộc chiến đàm phán quay trở lại giữa kèo Tú MC và Đăng Méo nha các bạn. Và cùng thời điểm này hiện tại cuộc chiến gây xôn xao. Rất nhiều fan hâm mộ đang hướng về hai phe, đó là Lâm Hưng và Đăng Méo, đôi công 3-3. Và điểm đến là sân uy tín hiện tại bây giờ là sân Gò Sòi. Đấy là một cái kèo có thể nói là thật sự đẳng cấp của Lâm Hưng và Đăng Méo hiện tại bây giờ. Vì Lâm Hưng tuổi trẻ đang khẳng định mình trên bước đường bốn chân phổi. Lâm Hưng sinh năm 1996 nha các bạn, rất trẻ nha các bạn. Còn Đăng Méo thì tầm cũng 30 hơn rồi các bạn à. Cho nên có thể nói đây là kinh nghiệm giữa Đăng Méo bãi biển một cách tân bình. Từng đụng với các cầu thủ Campuchia như Mark, Neymar và tất cả cọ sát với các anh em bóng chuyền phủi. Còn Lâm Hưng là một trong những cầu thủ trẻ rất tài năng, đẳng cấp, trong một vài tháng đã tiến bộ quá rõ rệt, rất nhanh. Đấy là bẩm sinh của Lâm Hưng nha các bạn. Chỉ trong vòng tích tắc năm 2020, trong vòng vài tháng thôi các bạn ạ, Lâm Hưng đã gây tiếng vang tất cả các cả nước luôn các bạn. Như Đại Lâm nhắc lại cho các bạn biết là đầu tiên là đôi công với Chí Thống nha, và tiếng đen chấp Lâm Hưng và Somno, một công chấp hai công, và cuối cùng tiếng đen đã sang bằng được Lâm Hưng đã sang bằng tiếng đen và đôi công với Quỳnh Ngáo và cũng hạ Quỳnh Ngáo luôn các bạn, và cái thạch đen. Đấy là ông vua hội làng thạch đen. Kỳ tích của Lâm Hưng thật sự quá ghê, quá nhanh, tiến bộ qua từng ngày, có thấy các bạn à. Đấy là cuộc chiến giữa Đăng Méo và Tú MC, Đăng Méo và Lâm Hưng. Hẹn lại qua Tết nha các bạn.
vì không có gì thay đổi, thì 24 tây nhằm ngày chủ nhật tới với các bạn là cuộc chiến giữa Đăng Méo và Lâm Ân xảy ra. Nhưng công việc của Đăng Méo, Đại Lâm cũng có gặp gỡ Đăng Méo tại Củ Chi, và Đăng Méo nói là 20 về quê Nghệ An, và 24 nhằm ngày chủ nhật Đăng Méo sẽ quay vào Sài Gòn lại. Còn tới nhằm ngày 1-2 tây gì đó là đám cưới của Lâm Hưng hay là Quy Võ gì đó. Đại Lâm cũng nghe mang máng này như thế. Cho nên thời gian, công việc giữa Đăng Méo và Lâm Hưng đã trái ngược chiều nhau. Lúc thì Đăng Méo rảnh thì Lâm Hưng không rảnh, mà lúc Lâm Hưng rảnh thì Đăng Méo không rảnh. Cuối cùng thì cuộc chiến giữa Lâm Hưng và Đăng Méo sẽ dời qua Tết luôn các bạn. Và tổng cộng tất cả hai kèo Đăng Méo và Tố MC 3-3-4-4, và Đăng Méo và Lâm Hưng 3-3 sẽ kéo dài qua Tết nha các bạn. Mong các bạn hãy thông cảm về điều này nha. Và hiện tại thì đây đến Tết cũng còn khoảng 3 tuần nữa thôi các bạn ạ. Là Tết đến rồi các bạn ạ. Thật sự rất nhanh và rất nhanh. Thôi bây giờ có lẽ Đại Lâm cũng vậy. Hiện tại bây giờ cũng không có còn kèo nào để nặng quay cho các bạn xem. Mong các bạn hãy luôn ủng hộ kênh Đại Lâm Vô Đồ Dò và Đại Lâm Chuyển Minh Lê. Thì Đại Lâm sẽ cố gắng tìm tòi gì đó để cho các bạn được xem những điều thú vị của kênh Đại Lâm. Đấy là toàn bộ câu chuyện mà giữa Đăng Méo, Tú MC và Lâm Hưng. Đại Lâm thông báo cho các bạn như thế. Mong các bạn hãy thông cảm và nán lại, sau Tết sẽ có những cuộc chiến rất hay xảy ra nha các bạn. Và hiện bây giờ cận kề gần Tết rồi. Đại Lâm xin chúc cho các bạn cùng người thân và gia đình luôn vui khỏe, an lành, may mắn, chuẩn bị đón xuân 2021 âm lịch mình nha các bạn. Thật sự thì Đại Lâm làm YouTube và rất muốn, rất mong có những kèo hấp dẫn rất hay, những cao thủ đẳng cấp, những kèo gì độc lạ sẽ đem đến cho các bạn để được các bạn để xem. Đấy là nguyện vọng và ước mơ của Đại Lâm lúc nào cũng như thế. Cuộc sống này vô thường bất chợt lắm các bạn ơi. Hãy vui vẻ mỗi ngày, hòa đồng với nhau và giúp nhau khi còn có thể. Trước khi thức giấc, ngủ dậy, bước xuống giường, lúc đó mới biết mình còn nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Một lần nữa Đại Lâm ngàn lời cảm ơn ủng hộ kênh Đại Lâm Vô Đồ Dò của các bạn. Không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn và cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong các bạn luôn vui khỏe nha. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn sang năm 2021, là những điều tuyệt vời nhất sẽ đến cho các bạn và gia đình các bạn nhé. Xin chào các bạn, hẹn các bạn gặp lại những kèo hạng nặng của năm mới nha các bạn. Thank you all.